quay là kênh Đàm Gà Sinh Nhật Hôm Nay. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề con chậm không phải con bệnh. Thì ở đây tại sao nó lại có cái chủ đề này á, đó chính là hiện tại mình thấy có rất nhiều bố mẹ hay so sánh con mình đối với những cái đứa con khác. À, so sánh như thế nào? Con của mình tại sao lại chậm nói hơn con của người khác? Thứ nhất. Thứ hai, con của mình tại sao nó lại không có lanh lẹ hoạt bát giống như con của người khác? Thứ ba, con của mình tại sao khi mình dạy nó lại không có tiếp thu như con của người khác? Đó là nó là chậm đúng không các bạn? Thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh với các bạn là con bạn chỉ có chậm thôi chứ nó không có bệnh. Nếu nó có bệnh là nó bệnh về não, nó có bệnh là nó có thể là nó đã được bác sĩ chẩn đoán ra. Còn nếu không thì nó chỉ là chậm. Mà con chậm thì dạy như thế nào? Con chậm không phải con bệnh nên các bạn hoàn toàn có thể dạy được. Và các bạn phải sử dụng tất cả tình yêu thương, phải sử dụng tất cả sự kiên nhẫn của mình dành cho con. Ví dụ bạn dạy nó một lần, nó không biết, bạn phải dạy nó lần 2, lần 3, lần thứ N, và không có lần cuối cùng. Và còn một cái nữa là con bạn phải học qua kênh bắt chước. Bạn có thể dạy nó nói xin lỗi, dạy nó nói cảm ơn, nhưng bạn không nói xin lỗi, bạn không nói cảm ơn, bạn không có một môi trường để cho con có thể ứng dụng được những từ đó, thì mãi mãi con cũng không bao giờ tiếp thu được. À, ở đây mình muốn nói là vậy ha. Rồi, ở đây mình muốn chia sẻ là con chậm không phải con bệnh đó. Thứ nhất, nó chậm là nó chậm hơn con nhà hàng xóm. Nhưng mà hãy xem lại mình, não bộ có di truyền hay các bạn. À, thì con chậm như vậy, nhà có ai chậm như con hay không? Nếu có thì bạn nhìn lại cái cách hồi nhỏ mà ba mẹ bạn nói bạn chậm á, nó chỉ là chậm thôi, nó không phải là bất kể một cái gì. Nhưng khi mà bạn không có sự kiên nhẫn, mà không có nhiều cái tình yêu thương và sự kiên nhẫn á, thì bạn sẽ làm cho đứa con nó bị tổn thương. Tại sao mày chậm quá vậy? Tại sao mày ngu quá vậy? Tại sao tao dạy mày không có học được? Tại sao mày học chậm hơn con A, con B, con C? Và mình mới nói là nếu thật sự bạn thích con A, con B, con C đó quá thì đem nó về làm con của mình đi, đổi con đi. Chứ nếu đã bạn sinh ra thì bạn đừng so sánh nữa. Vì theo sinh đắc học giống vân tay thì có trên một đứa có giống nhau á, để có một đứa giống con bạn thì phải là 1 trên 60 tỷ, 64 tỷ người thì mới có một đứa con giống con bạn để bạn so sánh được. Và 8 lần cái trái đất này thì sẽ có một đứa giống con bạn để so sánh và một đứa giống bạn để so sánh. Nên bạn cũng đừng có đặt áp lực mà mình phải giống một người nào đó ở trên cuộc đời này nữa. Và khi đó bạn sẽ cảm thấy cuộc đời nó nhẹ nhàng hơn. Mày làm việc mày, tao làm việc tao. À, mình có nghe ở đâu đó nói một câu là bạn đừng nên cố gắng trở thành một ai đó, vì họ đã là chính họ rồi, nên bạn hãy là chính bạn đó. Và ở đây thì mình muốn nói là con bạn chỉ chậm thôi. Nó chậm là do cái não bộ của nó, nó có cái số lượng đường vân liên kết não đó, nó ít. Thì khi nó chậm, nó chậm tức là bạn phải bắt đầu lại, bạn phải bắt đầu dạy nó bằng sự kiên nhẫn và không được mắng nhiếc nó. Vì cơ bản sự mắng nhiếc của bạn nó sẽ đi thẳng vào tiềm thức của nó, và nó tin tưởng vào nó ngu ngốc, nó tin tưởng vào nó dở, nó tin tưởng vào nó bệnh. Và khi đó bạn sẽ không bao giờ bạn có thể bạn không bao giờ bạn có thể thay đổi được cái suy nghĩ đó của nó nữa. Đến lớn khi mà bạn kêu nó làm bất cứ chuyện gì nó đều không làm hết, tại vì nó nói con làm không được. Tại vì bạn mặc định nó làm không được, bạn cứ nói nó bệnh, bạn không cho nó tiếp cận từ nhỏ. Và bên cạnh đó mình còn có cái nữa là ba mẹ nuông chiều con quá, con không làm được á thì lại thôi không cho làm nữa. Như vậy á là cái chỉ số cái chỉ số vượt khó của nó sẽ không cải thiện được. Dù mình biết được rằng á con người có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời này, cái gì cũng thể cải thiện được, từ chỉ số IQ, EQ, EQ, CQ, AQ là tất cả chỉ số bạn đều hoàn toàn đều có thể thay đổi được bằng cách học hành và lớn lên. Nhưng bạn phải biết một điều rằng con chậm là nó chỉ chậm thôi. Bạn đừng nên so sánh nữa, bạn sẽ thấy con bạn rất là tuyệt vời. Bạn dạy nó chậm nói thì bạn hãy coi lại bạn đã dạy nó đủ hay chưa. Bạn nhìn con nhà hàng xóm nói nhanh thì bạn phải coi lại bạn dạy nó đã được như con nhà hàng xóm hay chưa, hay bạn chỉ đưa điện thoại cho nó chơi rồi nó nói chuyện với ai đây, rồi nó nói chuyện với ai để được nhanh đây.
bao giờ tự động biết được, tự động lớn lên được. Nên bạn muốn, nên bạn muốn á, là dạy nó tốt hơn á, là dạy một đứa con chậm á, thì bạn phải sự kiên nhẫn bạn gấp đôi một đứa con nhanh. Mà một đứa con nhanh thì trung bình thì được, đừng quá nhanh. Đứa con quá nhanh thì nó sẽ liệt vô là tăng động rồi. Đứa con tăng động cũng chỉ là nó năng động thôi bạn. Và sự tập trung của nó không nằm ở chỗ các bạn thôi, chứ nó sẽ tập trung được ở những điều nó thích. Bạn muốn dạy một đứa trẻ thì bạn phải biết được điều nó thích. Có những đứa không thích học chữ nhưng nó thích học qua hình ảnh. À, khi nó thích học qua hình ảnh thì bạn hãy liên kết cái hình ảnh đó tới cái chữ đó, vậy là xong. Có những đứa không thích học chữ, không thích học hình ảnh thì thích học số. Có những đứa cũng không thích học số luôn thì thích nghe mẹ đọc truyện. Thì bạn phải thật sự kiên nhẫn để dạy nó, thật sự thấu hiểu nó thì bạn mới có thể dạy được nó. Người ta nói là mẹ à, ngày xưa mình có nghe một câu chuyện chắc các bạn đã nghe rồi đó, là Thomas Edison là một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ, nhưng có một người mẹ vĩ đại nên ông trở thành một thiên tài. Thì câu chuyện này được tóm tắt sơ lược là ông năm 4 năm tuổi á, thì khi cho ông đi học á, thì trường mới trả ông về. Thì khi trả ông về á, thì sao? À, khi trả ông về á, thì viết một lá thư kêu Thomas Edison đem về cho mẹ đi. Thì khi đó thì người mẹ khóc vật vã khi đọc bức thư của ông thầy đó. Và Thomas Edison mới hỏi là thầy biết gì về mẹ? Thì mẹ ông mới nói là thầy nói là con quá giỏi, thầy không thể dạy con được nữa, nên thầy mới kêu là con nên ở nhà, mẹ sẽ là người dạy con. Còn nếu các bạn thì sao? Và cuối cùng thì sao? Ông ấy tin vào điều đó, một niềm tin là mình giỏi thì cuối cùng ông trở thành thiên tài. Còn nếu bạn thì sao? Con của bạn mới được cô trả về, bạn thảy nó đi khám, thảy nó đi trị tăng động, trị tự kỷ, bạn giết chết nó, rồi nó có cơ hội để trở thành thiên tài hay không? Thật sự mình nói là để có một đứa con, để nuôi một đứa con, là những người mẹ, người bố đó phải thật sự vĩ đại. Nếu không đừng sinh nó ra. Như mình nè, mình không sinh ai ra hết, vì mình cảm thấy mình chưa đủ sự vĩ đại đó. Và mình muốn đi học để hoàn thiện bản thân hơn, để trước khi đón nhận, để nuôi dưỡng một sinh linh khác. Và các bạn hãy kiên nhẫn nó, nếu đã lỡ đẻ nó ra đời rồi, hãy như mẹ của Thomas Edison. Ông ấy sẽ, nếu như ngày xưa mẹ Thomas Edison tin lời thầy giáo đó thì sao ạ? Thì sẽ không có ánh sáng cho trái đất này, có phải không ạ? Bóng đèn là do Thomas Edison đã sáng tạo chế ra. Thì con của bạn, đừng chửi nó nữa, đừng mắng nhiếc nó nữa, hãy kiên nhẫn với nó đi. Thật sự con bạn không có mê tivi, không mê điện thoại, nhưng nó không mê cái đó thì ai chơi với nó đây? Bạn không có thời gian chơi với nó, bạn không có thời gian nói chuyện với nó, bạn không có thời gian giáo dục nó. Thì nó không mê điện thoại thì nó mê cái gì? Theo bạn nó mê cái gì? Sự cay đắng và đau xót cho tất cả những đứa trẻ đó. Bạn đừng nói nó mê điện thoại, nó không chịu nghe bạn nói. Vì cơ bản thứ nhất, bạn đã không nói chuyện với nó trước thì nó phải mê điện thoại thôi. Vì chỉ có điện thoại nói chuyện với nó thôi. Tối nay nè, bạn hãy làm một cái động tác này đi. Đứng trước giường con bạn khi con đang ngủ á, nhìn nó, coi nó có bệnh hay không, hay là mình bệnh. Thật sự mà nói, mình không ngồi đây để dạy khô bất cứ ai, nhưng mà mình ngồi đây để mình nói với các bạn. Mình nói để cho các bạn có thể nhìn lại cách của mình dạy con như vậy đã đúng hay chưa. Mình thể chia sẻ với các bạn những cái phương pháp dạy con cho tốt nhất, làm sao để thấu hiểu con của mình. Nhưng mình không có ngồi đây để dạy khôn các bạn. Nhưng các bạn hãy nhìn đi, một đứa trẻ dù nó có bị thiểu năng trí tuệ, bị bệnh đau thật, nhưng cũng có cách để dạy nó. Và nếu ai đó nghi ngờ con của mình bị thần kinh, bị khùng thật á, thì cứ liên hệ với mình đi, mình sẽ chỉ cách cho. Mình hứa là mình không thể làm nó trở thành bình thường được như những đứa trẻ khác, nhưng mình sẽ dám chắc với các bạn một điều rằng nó sẽ hoàn toàn bình thường. Nó không như những đứa trẻ khác, nhưng nó hoàn toàn bình thường, nó có thể sống cuộc đời.
đổi được là do bố mẹ nó thay đổi, không phải nó. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Video này là video là con chỉ chậm nhưng con không bệnh nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.